5 cách đơn giản ngăn ngừa sâu răng mà không phải ai cũng biết. 1. Thay đổi thói quen ăn uống. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Anh cho rằng sự thay đổi trong chế độ ăn uống thực sự có thể đảo ngược tình trạng sâu răng. Chúng ta đều biết rằng việc tiêu thụ các sản phẩm nhiều đường có thể dẫn đến sâu răng và axit phytic có thể ngăn chặn sự hấp thu canxi. Việc chuyển sang chế độ ăn bổ sung nhiều canxi, uống sữa mỗi ngày, từ bỏ đồ uống có đường và các loại nước giải khát sẽ giảm thiểu tận 80% nguy cơ sâu răng ở mỗi người. 2. Nhai kẹo cao su không đường. Nghe thì có vẻ sai sai, nhưng nhai kẹo cao su không đường thực sự có thể giúp chúng ta ngăn ngừa sâu răng. Hầu hết kẹo cao su không đường có chứa một thành phần gọi là xylitol, chất làm ngọt tự nhiên. Không giống như thức ăn, xylitol không làm tăng sự phát triển của vi khuẩn trong miệng. Hơn nữa, khi nhai, miệng của chúng ta đầy nước bọt có thể rửa sạch thực phẩm một cách tự nhiên. 3. Bàn chải đánh răng. Công cụ quan trọng nhất mà chúng ta sử dụng để làm sạch răng đó chính là bàn chải đánh răng. Tuy nhiên, rất ít người biết tầm quan trọng của việc chọn bàn chải đánh răng phù hợp. Luôn luôn chọn một bàn chải cỡ nhỏ hoặc trung bình và đảm bảo rằng lông bàn chải có thể chạm vào các khe hở của răng, nơi thức ăn vẫn có thể ẩn sau khi chúng ta đánh răng. Không sử dụng vỏ bàn chải đánh răng vì chúng có thể chứa vi sinh vật và vi khuẩn. Thay vào đó, chỉ cần rửa sạch bàn chải bằng nước sau mỗi lần sử dụng và để khô trong không khí. Đừng để bàn chải trong nhà vệ sinh vì vi khuẩn từ trong phân có thể lây lan qua đó. 4. Sử dụng dầu dừa. Một cách để ngăn ngừa sâu răng là có thể sử dụng dầu dừa. Dầu dừa hút vi khuẩn ra khỏi răng và tự nhiên chữa lành chúng. Đơn giản, chỉ cần một muỗng canh dầu dừa ngậm trong miệng khoảng 20 phút cho đến khi nước bọt và dầu biến chúng thành màu trắng sữa. Sau đó, đừng nuốt mà hãy nhổ nó đi. Phương pháp này rất đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. 5. Thăm khám thường xuyên. Chúng ta biết rằng việc đến nha sĩ thường xuyên không phải là điều dễ làm nhất, nhưng để ngăn ngừa sâu răng thì đó là biện pháp tốt nhất. Bởi vì đánh răng hoặc xỉa răng cũng sẽ luôn có những khu vực khó tiếp cận. Một nha sĩ sẽ làm sạch đường nướu ở phía sau và phía trước răng của bạn để loại bỏ bất kỳ màng bám nào và cao răng. Làm sạch thường xuyên là một bước rất quan trọng trong cuộc chiến chống sâu răng. Hãy đặt một cuộc hẹn với nha sĩ ít nhất 1 cho đến 2 lần trên năm bạn nhé. Với 5 bí quyết ngăn chặn sâu răng, bạn lựa chọn phương pháp nào? Để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận này nhé. Đừng quên là nhấn đăng ký kênh của Nha Khoa Baris để tiếp tục theo dõi những video bổ ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.